Ở Vbiz có một sao nữ Gen Z, thù lao cỡ hạng A nhưng hợp tác xong ai cũng xin né vội. Nhiệm vụ của một siêu anh hùng đa số là giải cứu thế giới, nhưng có lẽ với trường hợp của nữ rapper này, cô nên tự cứu cô trước thì hơn. Trong một vài năm trở lại đây, showbiz Việt đón nhận làn sóng trỗi dậy mạnh mẽ của hàng loạt ngôi sao Gen Z, đặc biệt là ở lĩnh vực âm nhạc. Họ xuất sắc tỏa sáng với hàng loạt sản phẩm chất lượng. Thành công của nhóm nghệ sĩ trẻ này không chỉ gói gọn ở trong nước mà còn vươn mình lập nhiều kỳ tích đáng nể trên các bảng xếp hạng quốc tế. Cơ mà người ta vẫn nói tài thì phải đi cùng với đức, ở trường hợp của một vài người, tốc độ thành công quá nhanh khiến cho đạo đức của họ lại đang không đuổi kịp. Bạn có một hay một vài sản phẩm âm nhạc thành công, bạn đứng trên sân khấu được thỏa chí thể hiện cái tôi, đám đông phía trước mặt hô hào, sự kiện nào xuất hiện cũng sold out, sạch sẽ. Bạn nghĩ chỉ cần như vậy là đủ? Không hề, khán giả tôn trọng bạn là một phần, bạn còn phải ngoái đầu, để nhìn xem những người làm việc thầm lặng đằng sau hậu kỳ nhìn nhận bạn như thế nào nữa. Hôm nay chúng ta đến với nữ ca sĩ tên T. T là gương mặt nổi bật sau một cuộc thi âm nhạc. Dù đang ở độ tuổi Gen Z, nhưng T được nhiều người công nhận về tài năng và sự khác biệt. Bước ra khỏi cuộc thi, T nhanh chóng định vị được thương hiệu cho bản thân, trở thành ca sĩ mà nhiều người ví von thế hệ nghệ sĩ Việt tương lai, sẽ global vươn mình ra thế giới. Và tất nhiên, T đã làm được. Bằng chứng là những sản phẩm của T trễm trệ xuất hiện trên các bảng xếp hạng uy tín của thế giới. T đi đến đâu, dù vui cười hay khóc lóc, khán giả vẫn tha thứ và chấp nhận cái tôi cực kỳ lớn của T trong âm nhạc. Điều mà thế hệ đàn anh đàn chị đi trước phải tốn rất nhiều năm để đạt được thì T nghiễm nhiên lấy cái mác Gen Z để muốn làm gì thì làm. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là T nổi tiếng, làm việc với T là phải có những yêu cầu ABC như thế này. Trông rất chuyên nghiệp, rất global, nhưng khi bước vào làm thì những thứ sinh chuyện mới bắt đầu nổ ra. Mọi điều khoản, thỏa thuận dù bằng tin nhắn hay bằng văn bản đều phải chịu thua thứ gọi là cảm xúc của T, chẳng quan tâm đã nói gì với đối tác, chỉ cần hôm đó có lá vàng rơi, một nỗi buồn trong lòng nổi lên, T sẵn sàng bất chấp bỏ hết qua một bên để chữa lành. Có thể nói, dù sự nghiệp T có không ít lần bứt lên được, nhưng vì thái độ làm việc không giống ai, nên người trong ngành ai nấy đều sang tay cảnh cáo nhau khi làm việc với cô ca sĩ tên T này. 1. Mút là thứ quyết định cô nghệ sĩ T có làm hay không, mặc kệ giáp đó có to cỡ nào. Chuyện bỗng dưng biến mất là như cơm bữa. Đầu tiên, phải kể đến lần T được hợp tác với một nghệ sĩ quốc tế. Lúc đầu T cũng háo hức nhận lời, nhưng vào buổi sáng ekip của nghệ sĩ quốc tế bay sang Việt Nam làm việc, thì buổi chiều nữ ca sĩ Việt vô âm tín, thông báo đau mút, không thể họp mặt. Sự biến mất của T khiến ekip phía Việt Nam phải lao đao nhờ một nghệ sĩ từng thân thiết với T đến gặp đối tác. Đó chỉ là một trong những trường hợp mà T đột ngột lặn mất tăm trước giờ gờ. Thôi thì có thể là với những đối tác xa lạ, mình phật lòng họ thì thôi, đằng này với những người từng cưu mang mình, T vẫn không thay đổi thái độ. Ban đầu, cô T vui vẻ nhận lời hợp tác, nhưng kịch bản cũ lặp lại, T từ chối tham gia phút cuối. Lý do mà T đưa ra là vì mất mút, bận rộn đột xuất hay gặp vấn đề tâm lý. Cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này không chỉ khiến T mất tình bạn, mà còn trở nên trịch thượng, thiếu chuyên nghiệp. 2. Nhãn hàng mà nghe đến tên T thì cũng sang tai nhau hai lời, một là chúc mừng vì sẽ có cơ hội làm việc với người có tính nét trai khoáy, hai là lời chia buồn vì loạt yêu sách của T đưa ra. Không chỉ đối xử kỳ lạ với đồng nghiệp hay đối tác, T khi làm việc với nhãn hàng cũng gọi là trời ơi đất hỡi. Khó phủ nhận T đi lên nhanh so với những thế hệ nghệ sĩ cùng lứa. Dấu ấn signature tạo nên hình ảnh khác biệt, qua đó giúp T dễ được các nhãn hàng để mắt. Nói không ngoa khi cho rằng nhờ những sản phẩm âm nhạc chất lượng của mình, cô nghiễm nhiên trở thành cái tên hạng A, được nhiều người đánh giá cao. Tuy nhiên, việc T lấy cát C như một ngôi hạng A, nhưng thứ người ta nhận lại thì là kiểu làm việc không thể nghiệp dư hơn. Ngoài tính cách tùy hứng, T còn thường xuyên vắng mặt, mất kết nối khi làm việc cùng nhãn hàng. Kể cả trợ lý và quản lý, cũng bó tay vì không thể đứng ra bảo đảm cho T bất cứ điều gì. Vì thế mà một vài nhãn hàng sau khi làm xong với T thì một đi không trở lại. Trường hợp lạ nhất phải kể đến gần đây, T bất ngờ bị một doanh nghiệp toàn cầu loại khỏi danh sách những nghệ sĩ hợp tác. Mặc dù từng cùng nhau ra mắt sản phẩm chung, nhưng đơn vị này loại T ngay khỏi list nghệ sĩ được gặp gỡ giám đốc điều hành. Lý do bởi một phần lo ngại việc khó quản lý, một phần vì dấu ấn quá tệ trong lần hợp tác trước. Dù đã có những quy định được điên rõ ràng, nhưng cô nàng này lại không hề chuyên nghiệp thực hiện theo. 3. Không chỉ trong khía cạnh công việc, T có thói làm việc với truyền thông cũng khó hiểu chẳng kém. Cái tôi to đùng đoàng một lần nữa lại được T áp dụng luôn cho cả giới báo chí, truyền thông. Cách đây không lâu, một đơn vị có gửi lời mời cô T có một bài phỏng vấn. Phía cô T nói thời gian này không xuất hiện trên mặt báo, và một ngày sau đó lại lên trình ình trên một tờ tạp chí không xa lạ. Một vài đơn vị khác muốn kết nối, cũng không nhận được phản hồi hợp lý từ T và ekip. Hứa hẹn là thường xuyên, nhưng hứa rồi lại xin, thì là quá quen thuộc. Chính vì cách đối xử được cho là trịch thượng này mà T đã không ít lần gặp lao đao khi truyền thông lên tiếng trước loạt hành động hay những ca từ cô T hát là thiếu văn hóa. Và tất nhiên, vẫn còn nhiều lắm về thói hư tật xấu của cô ca sĩ tên T này. Có lẽ, sau những lần làm việc trời ơi đất hỡi ngày một nhiều, T nên tự suy nghĩ lại rằng T có thực sự là một siêu anh hùng hay không. Chứ thế giới đang chưa cần T giải cứu cho lắm, T nên tự giải cứu chính mình khỏi những cú cháp thế giới kể trên đi vậy.